Mời lớp mình vào lớp. Từ đây, mình đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Sau đó, thả lỏng hai tay đặt trên gối. Rồi, bước vào bài tập thải độc ruột, thải độc cơ thể và thư giãn cơ thể. Từ đây, nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, hơi đẩy thân trên ra phía sau và thả chìm hông xuống. Ngồi chắc trên hai xương ngồi, từ từ đưa ý thức về cột sống, nhẹ nhàng vươn dài các đốt sống lưng lên và thả mềm các đốt sống, thả mềm các cơ. Từ đây, đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể, mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các cơ, thả lỏng các đốt sống. Lần hai, hít vào thật sâu, quan sát sự vươn dài trong thả lỏng. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm hơn nữa các cơ. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, quan sát sự giãn mềm của vùng hông, lưng, vai. Từ đây, đưa ý thức và hơi thở về vùng rốn, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, căng phình bụng lên. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Thả lỏng, hít thở điều hòa. Từ đây, đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Vì hơi thở là cây cầu kết nối giữa tâm trí, cơ thể và cảm xúc, nên hãy thả mềm hơn nữa toàn bộ cơ thể thân trên, thân giữa và thân dưới. Thả lỏng nhịp thở để cảm nhận hơi thở này cùng cơ thể này và tâm trí này đang hòa quyện vào làm một. Sau một vài nhịp thở, từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Cảm nhận không gian nơi bạn đang ngồi. Tập trung đưa ý thức vào buổi học, để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên.
thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay, nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa. Rồi từ đây, hai tay áp vào mắt, dày nhẹ vùng mắt. Và day ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Rồi từ đây, thẳng lưng, hai tay sang ngang, hít vào thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, đan tay vào nhau. Thở ra, mềm hai vai, duỗi hai ngón trỏ. Thở hết ra, nghiêng người qua bên trái, nhấn mông đùi phải xuống thảm. Nhẹ nhàng hít vào, trở về giữa. Thở ra, nghiêng người qua bên phải, nhấn mông đùi trái xuống thảm. Hít thật sâu, trở về giữa, vươn dài mềm vai. Thở ra, nghiêng người qua bên trái, rút rốn, nhấn mông đùi phải xuống thảm. Hít vào, trở về giữa. Từ từ thở ra, nghiêng người qua bên phải, nhấn mông đùi trái xuống thảm. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, nghiêng người qua bên trái. Nhẹ nhàng hít thật sâu, trở về giữa. Thở ra, nghiêng người qua bên phải. Ôi, hít vào, trở về. Một lần cuối, thở ra, nghiêng trái. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, nghiêng phải. Ôi, từ đây, hít vào, trở về. Thở ra, xoay người qua bên trái, tay phải gối trái, tay trái ra phía sau, xoay cảm hướng vai trái, mềm vai phải, quan sát cột sống được vặn xoắn, duỗi ngực mềm vai, thật chậm, hít vào, xoay thân người trở lại, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, xoay người qua bên phải, tay trái gối phải, tay phải phía sau, đẩy thẳng cột sống lưng, quặn mông. Quan sát cột sống được vặn xoắn, toàn bộ ngực phải được duỗi giãn. Nhẹ nhàng hít vào, vươn hai cánh tay, nâng thân người vươn lên, mềm vai. Thở ra, xoay người qua bên trái. Từ đây, mềm vai phải và cùi trỏ phải, thật chậm. Hít vào, xoay cằm qua bên phải, mềm gối phải xuống. Từ từ thở ra, xoay cằm qua bên trái. Hít hai, xoay cằm sang phải. Và thở ra, xoay cằm sang trái. Hít ba, xoay cằm qua bên phải. Và thật chậm, thở ra, xoay cằm qua trái. Một lần nữa, hít vào, xoay cằm sang phải. Nhẹ nhàng thở ra, xoay cằm sang trái. Ôi, từ đây, hít vào, xoay thân người, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, xoay người qua bên phải. Thẳng lưng, mềm vai, đẩy thẳng ngực, quặn mông. Quan sát cột sống của bạn được vặn xoắn. Mềm vai và cùi trỏ trái xuống thảm. Hít thật sâu, xoay cằm qua bên trái. Từ từ thở ra, xoay cằm qua bên phải. Hít hai, xoay cằm qua trái. Mềm mại thở ra, xoay qua bên phải. Hít ba, xoay sang trái. Mềm mại thở ra sang phải. Một lần nữa hít sâu sang trái. Và thật chậm
thở ra sang phải. Rồi từ đây, hít vào xoay thân người trở về giữa, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra chống 10 đầu ngón tay xuống thảm, di chuyển bàn tay, gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước, mềm vai và cùi chỏ, quan sát toàn bộ vùng lưng, vùng hông được giãn duỗi. Hít thở đều, thả mềm vai, hông, lưng và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, thật chậm, hít vào, nâng thân người, thu hai tay trở lại. Thở ra, đưa hai tay ra phía sau mông. Hai bàn tay xòe rộng, khép hai cùi chỏ ôm vào đường giữa, đẩy ngực. Hít vào, từ từ đẩy hông, nâng thân người vươn lên. Quan sát mặt trước thân người được kéo giãn. Từ từ thở ra, hạ mông trở về thảm, thẳng lưng, hai tay sang ngang. Hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể mềm vai xuống. Thở ra, hạ bàn tay trở về thảm, di chuyển hai tay về phía trước, thở hết ra, đẩy hông duỗi sau, đẩy ngực duỗi trước, mềm vai. Có thể hạ trán mũi hướng xuống thảm, hạ lưng giữa, mềm hơn nữa. Quan sát sự giãn duỗi, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào, nâng thân người trở lại. Hai tay ra phía sau, thở ra chống bàn tay xòe rộng, khép hai vai, hít sâu đẩy ngực, nâng cằm. Thở ra nâng hông duỗi dài, các đốt sống đầy hông, quan sát mặt trước phía thân người được kéo giãn. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, rồi thật chậm hít vào, hạ mông trở về thảm. Thở ra, từ từ thả lỏng hai tay đặt trên gối. Từ đây chúng ta xoay tròn thân người từ phải sang trái 5 vòng. 1, 2. Bài tập này sẽ rất tốt cho thải độc đường ruột và đặc biệt cũng rất tốt cho cột sống vùng lưng. 3, 4, 5. Và xoay ngược lại 5 vòng. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ trở về. Từ đây, hai bàn chân áp sát vào nhau, hai tay đan vào nhau, ôm bàn chân, kéo gót chân về gần khớp háng, duỗi thẳng ngực, mềm vai, duỗi hông, duỗi nhẹ khớp háng. Rồi, thả lỏng, nhẹ nhàng hít thật sâu, khép hai gối nâng lên, đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên, mềm hai vai xuống. Từ từ thở ra, gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống, quan sát toàn bộ vùng khung chậu và khớp háng được giãn ra. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, duỗi ngực, từ từ nâng thân người trở lại. Khép hai gối nâng lên, tiếp tục đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên. Thở ra mềm vai, gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống, mềm hai vai, thả lỏng hai cánh tay. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít vào, duỗi ngực, từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra, duỗi gối, dựng thẳng cổ chân lên. Hai tay sang hai bên, duỗi nhẹ khớp gối. Rồi chậm lại. Hít thật sâu, duỗi mũi chân.
Thở ra đạp căng gót chân, hít hai duỗi mũi chân. Thở ra đạp căng gót, hít ba và thở ra, hít bốn và thở nào, hít năm và thở ra. Rồi từ đây hạ gót chân xuống thảm, gập các ngón chân xuống, thả lỏng, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả và xoay cổ chân từ phải sang trái 5 vòng, 1, 2, 3, 4, 5, xoay ngược lại 5 vòng, 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ thu hai chân trở về trong tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Trong tư thế tự chủ sự tứ chi, chúng ta sẽ để ý phần lưng được duỗi. Từ đây, nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy xuống hông, hơi cuộn mông xuống, duỗi ngực. Quan sát toàn bộ các đốt sống vùng lưng được kéo giãn. Nhẹ nhàng đưa ý thức về xương cụt, hít vào thật sâu, cuộn xương cụt, chúng thắt lưng, rút rốn, mềm vai, duỗi ngực, ghì vai, xa tay. Thở ra thật chậm, cuộn đỉnh mông hướng xuống thảm, cuộn tròn các đốt sống đầy gù lưng, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào trong. Lần hai, hít vào thật sâu, quan sát sự di chuyển đi cùng nhịp thở. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thả lỏng cơ thể, cảm nhận các đốt sống được cuộn tròn, các cơ vùng lưng đang được giãn sâu. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thở hết ra. Lần bốn, hít vào thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm thả lỏng thở hết đi nào. Hai lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thở hết ra. Một lần cuối, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thả lỏng thở hết đi nào. Quan sát rốn rút vào trong, lưng giãn sâu. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra duỗi gối chân phải đạp căng gót chân. Chân phải song song với mặt thảm, úp hông phải xuống. Nhấn lực về bàn tay, hít thật sâu, đẩy lực lên vai. Thở ra co gối phải hướng về cùi trỏ tay phải, duỗi mũi chân phải. Hít hai, duỗi gối phải đạp căng gót chân, úp hông phải. Thở ra co gối hướng về cùi trỏ tay phải, rút rốn. Hít ba, đạp căng gót chân, úp hông xuống. Thở ra co gối chạm cùi trỏ tay càng tốt. Hít bốn, duỗi gối đạp căng gót chân, úp hông phải, giữ thăng bằng. Thở ra co gối duỗi mũi chân, mềm vai. Hít năm, đạp căng gót chân, duỗi gối úp hông, thẳng cổ. Thở ra co gối duỗi mềm mũi chân. Một lần nữa, hít sáu, duỗi gối đạp căng gót chân, úp hông. Thở ra co gối duỗi mũi chân, rút rốn. Từ đây, hạ gối trái trở về thảm. Hít vào thật sâu, lướt cánh tay phải về phía trước. Thở ra từ từ đưa tay phải ra phía sau, đặt lên lưng, ngửa bàn tay. Đặt lực về ý, đặt lực và ý về tay trái, hít vào đẩy lên vai trái. Thở ra kéo mông về phía gót chân,
quặn mềm xương cột hướng xuống thảm, mềm vai và cùi trỏ tay phải xuống, hạ mềm trán mũi xuống thảm. Mềm vai phải xuống, mềm hông và lưng hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn vùng hông, thử dư thư giãn và thả lỏng cho cánh tay bên trái, bên phải theo một cách riêng. Từ đây, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một nhịp nữa, hít vào thật sâu. Thả lỏng thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi thật chậm rãi, hít vào, bạn đưa tay phải về phía trước, úp bàn tay xuống thảm, mềm vai phải, duỗi cánh tay trái. Thở ra thả mềm hai vai, hai cánh tay, hai cùi trỏ và cẳng tay, thư giãn bàn tay và các ngón tay. Đưa ý thức và hơi thở về vùng cột sống, nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Mềm mại thở ra thật chậm, xả các khí cặn từ vùng lưng, đốt sống lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Toàn bộ các giải cơ đang tắc nghẽn. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Chú ý chỉnh bàn tay, nhấn lực về bàn tay, thở ra duỗi gối chân trái, đạp căng gót chân, úp hông trái xuống thảm. Nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai, hít sâu. Thở ra co gối trái về cùi trỏ tay trái, duỗi mềm mũi chân trái, rút rốn. Hít vào lướt chân trái, đạp căng gót chân, úp hông trái xuống. Thở ra co gối trái hướng về cùi trỏ tay trái, duỗi mũi chân. Hít ba, duỗi gối đạp căng gót chân. Thở ra co gối, duỗi mềm mũi chân, rút rốn, nâng lên tí nữa. Hít bốn, duỗi gối đạp căng gót chân trái. Thở ra co gối chạm hướng về cùi trỏ. Hít năm, duỗi gối đạp căng gót. Thở ra co gối duỗi mềm mũi chân. Một lần nữa hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào, hạ chân trái trở về thảm, nhấn lực về tay phải, thở ra, lướt cánh tay trái vươn lên. Rồi hít thật sâu, xoay một vòng tay trái, thở ra đặt tay trái lên lưng, ngửa bàn tay. Nhấn lực vào tay phải, hít vào đẩy lên vai phải. Thở ra quận mông hướng xuống thảm, giãn mềm lưng, hông, vai. Hạ mềm mông về gót chân, duỗi dài hông, vai, lưng và cánh tay. Hạ mềm trán mũi trở về thảm. Từ đây, mềm hông và lưng xuống, mềm vai trái, mềm cùi trỏ tay trái. Quan sát và thả lỏng. Cảm nhận sự giãn duỗi của cánh tay bên phải, sự thả mềm và thư giãn của tay trái. Lần này, cảm nhận sự cân bằng giữa hai bên. Cảm nhận sâu hơn khi mỗi một bên có cách thư giãn khác nhau và vẫn cân bằng cho vùng đốt sống lưng của bạn. Từ đây, đưa ý thức về tay bên trái, hít vào, bạn lướt tay trái về phía trước,
úp bàn tay xuống thảm. Thở ra bạn vươn dài hai tay, mềm hai vai thả lỏng. Có thể duỗi ngực, nhấc trán mũi hạ mềm xuống thảm. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm hông, lưng, vai. Quan sát sự thư giãn toàn bộ vùng hông, lưng, vai. Lúc này bạn cảm nhận lưng của bạn giảm đi rõ rệt những căng thẳng, mệt mỏi. Và đặc biệt khí thải ra ngoài giúp bạn thải độc những cặn bã dư thừa ở các đốt sống vùng lưng. Những khí cặn đang còn tồn đọng được đẩy ra bên ngoài. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng cơ thể, thả lỏng tâm trí. Thật chậm, thu hai tay của bạn về gần gối. Xòe rộng các ngón tay, chống bàn tay, hít vào nâng thân người trở lại. Thở ra, chúng ta ngồi về giữa thảm. Nếu mà được thì có thể xoay ngang thảm. Đó là mình nhìn làm mẫu trước. Chân trái ở trên, ngồi ngang thảm như Hương, đã tí nữa ngồi được. Chân phải ở phía sau, có thể ai tốt thì cái hông như này. Ai không tốt thì lên trên như này, không sao. Nhưng bắt buộc cái chân sau này, cái đầu gối chân sau và cái cổ chân sau, gót chân nó thẳng hàng như này. Để cái xương ấy, nó sẽ dễ chịu. Đó. Rồi, có thể cái mông bên phải, khi mà chân trái trước, cái mông bên phải nó hơi kênh. Làm nào đỡ kênh thì chúng ta tập thôi. Chúng ta hơi đẩy người qua bên phải, mông nó chạm xuống. Thì lúc này, cái gối trái nó lại bị kênh thì làm nào để nó xuống, thì lát nữa chúng ta sẽ gập người để nó sẽ xuống, đúng không ạ? Nó sẽ, bài tập này là chúng ta vừa thải độc vừa giãn lưng và điều trị đau lưng rất là tốt, nên là bài này cứ thả lỏng và tập theo thôi ạ. Rồi chú ý này, cái chân này có thể bẻ ngang ra cái chân sau ấy ạ, đúng rồi, bẻ ngang ra. Rồi từ đây hai tay sang ngang, hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra xoay người qua bên trái, qua bên trái, rồi từ từ vươn dài người qua bên trái, tiến hai tay về phía trước, hạ mềm hai cùi chỏ xuống, rất là dễ chịu cái lưng đấy ạ. Rồi khép cằm, thu về cổ, mắt hướng nhìn xuống giữa hai cùi chỏ, đưa ý thức về cột sống lưng giữa và lưng dưới. Nhẹ nhàng hít vào, duỗi ngực hướng về phía trước, từ từ thở ra mềm vai, hông, lưng. Ai đó thấy căng thì có thể hạ tay như này, vuông góc như này. Được không ạ? Căng thì có thể hạ tay vuông góc này. Một tay ngang, một tay dọc. Đó. Xoay ngang như của Hương với Huyền thì mọi người sẽ dễ làm hơn đấy ạ. Rồi. Này, mỗi người một bên nó lung tung hết rồi. Không sao, đúng rồi, Yến đúng rồi đấy. Rồi. Hít thở đều và giữ ở đây. Ai tốt thì có thể khi tay bắt chéo này này, Hương này, thì xuống nước sâu này, thì hạ được trán. Đúng rồi, hạ được trán xuống. Đúng rồi chị Hồng. Cái bàn tay lên đi chị. Chị Hồng ở dưới ấy, đúng rồi. Không, của chị lên là để hai tay nó chéo. Đấy, nó đến cái điểm dừng ở giữa chạm nhau, đúng rồi. Rồi, hạ mềm trán mũi xuống, hạ mềm ngực, hông, lưng. Từ đây đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Nhả khí thả mềm cơ. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng, thở hết ra đi nào.
Lần ba, hít vào thật sâu. Quan sát vùng mông sâu bên trái, vùng cơ căng mạc đùi bên trái, toàn bộ vùng hông và lưng. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các cơ, thả lỏng các đốt sống. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn thở hết ra. Từ đây, nhẹ nhàng chống bàn tay. Hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Di chuyển ra giữa đầu gối chân trái. Hai tay ở hai bên, giữa đầu gối huyệt. Đúng rồi. Hai tay ở giữa đầu gối trái. Thở ra, tiến hai tay về theo khả năng của phần thân. Mềm hai vai và cùi chỏ, chú ý đưa ý về vùng hông và xương cụt, đẩy hông và xương cụt ra phía sau, duỗi ngực chồm về phía trước, sâu hơn. Sau đó tiến hai tay về phía trước, tăng biên độ, kéo giãn thân và hông cùng căng mạc đùi được giãn sâu trên thảm. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, quan sát vùng hông, lưng dưới, lưng giữa được giãn sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, nhả mềm các cơ, thải độc khí, xả mềm các cơ hơn nữa. Thư giãn và thả lỏng. Một nhịp thở nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thở hết ra. Từ đây, nhẹ nhàng thu hai tay về gần chân. Xoay rộng các ngón tay, hít vào nâng thân người trở lại. Thở ra tiến hai tay về phía bàn chân trái. Chống 10 đầu ngón tay lên. Nhẹ nhàng hít vào, duỗi đẩy ngực, duỗi thẳng lưng. Từ từ thở ra, khép hai cùi chỏ ôm vào đường giữa, gập thân người, tiến dài hai tay theo khả năng của bạn. Quan sát vùng không khung chậu và khớp háng giãn sâu. Khép cằm, mắt có thể nhìn về bàn chân, gót chân hoặc các ngón chân. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng xương đùi phía trên của bên phải. Quan sát toàn bộ vùng khung chậu, vùng lưng dưới, vùng hông đang được giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3, tốt lắm. 2, 1, nhấn lực về bàn tay, hít vào, thu hai tay, nâng thân người trở lại. Thở ra tha lòng, chúng ta thấy tức tức ở cái đùi phải là đúng. Hai tay đưa sang ngang, hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Tay phải nắm lấy cổ chân phải, thở ra khép cùi chỏ tay phải về mạn sườn, vươn dài cánh tay trái, áp tay. Xoay vai trái, hít vào, từ từ vươn hai cánh tay, nâng thân người, vươn lên. Hạ tay trái xuống ngang hông trái. Này, cổ Huyền ngồi không đúng là đùi gối bị ra ngoài thảm. Em phải xoay lại đi. Xoay về phía chị Hồng đi. Thì giống Hương với Huyền, không có là gối ra ngoài thảm là đau á. Đó, đúng rồi. Thế. Rồi, nhấn một lực về tay trái, hít vào thật sâu, đẩy ngực lên. Thở ra xoay vai phải, đẩy hông lướt toàn bộ thân người, nâng lên. Quan sát toàn bộ cơ gập hông chân phải được kéo giãn, vai ngực phải được kéo giãn. Xoay vai phải, hít vào, từ từ hạ mông trở về thảm. Thở ra, tiếp tục thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Chúng ta sẽ khác thấy khác mọi lần. Mọi lần nó chỉ giãn một tí ở đây. Hôm nay nó giãn toàn bộ đây và nó đẩy hông về phía trước. Bài này chữa đau lưng rất là tốt và thải độc cho khớp háng rất là tốt, khung chậu và tử cung. Hai tay sang ngang, hít thật sâu, vươn cánh tay, nâng lên. Tay phải nắm cổ chân phải, khép cùi chỏ về phía mạn sườn, thở ra vươn dài cánh tay trái, áp tay. Xoay vai trái, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng thân người, vươn lên. Tay trái hạ ngang hông trái. Từ từ thở ra, nhấn lực về tay trái, hít vào, đẩy ngực, nâng lên. Thở ra xoay vai phải, đẩy hông, nâng thân người lên, hơi thở đảo chiều.
quan sát toàn bộ mặt trước, thân giữa đang được kéo giãn, vai ngực phải được kéo giãn. Xoay vai phải, hít vào, hạ mông trở về thảm. Thở ra, thả lỏng hai tay, xuôi theo thân. Lần ba, hai tay sang ngang, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài, cơ thể mềm vai. Tay phải nắm cổ chân phải, thở ra, khép cùi trò tay phải về mạn sườn, mềm mông xuống, vươn dài cánh tay trái, áp tay. Giãn sâu hơn. Xoay vai trái thật chậm, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng thân người vươn lên. Hạ tay trái xuống ngang hông trái, nhấn một lực về tay trái, hít vào đẩy ngực lên. Xoay vai phải, thở ra lướt toàn bộ thân người đẩy hông, nâng lên. Hít thở đều và giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai phải, hít vào, hạ mông trở về thảm. Thở ra chúng ta đổi chân. Chân phải đưa về phía trước, chân trái ra phía sau. Bàn chân hình chữ Z nhưng mà mở rộng khác với mọi hôm xí hoa. Bẻ cái chân sau ra phía sau, nó ngang ra cho nó chắc. Cảm nhận cái mông trái nó kênh lên. Lúc này đẩy cái hông xa phía sau, hạ mềm mông trái xuống thì gối phải nó nâng. Chúng ta đưa ý về gối phải, hạ mềm nó xuống. Rồi từ đây, hai tay đưa sang ngang, hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Xoay người qua bên phải, thở ra hạ hai tay trở về thảm, song song với thảm. Đúng rồi. Rồi thở hết ra, duỗi ngực, di chuyển hai tay theo khả năng, mềm hai cùi trỏ xuống, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Tay trái có thể giữ nguyên, tay phải đưa nhấc cùi trỏ tay lên, sang ngang. Đặt bàn tay phải lên mu bàn tay trái, rồi từ từ hạ trán mũi xuống thảm hoặc mu bàn tay. Quan sát toàn bộ vùng cơ căng mạc đùi chân phải, toàn bộ vùng mông sâu bên phải, toàn bộ vùng hông và lưng dưới đang được kéo giãn. Hạ mềm vai ngực hơn nữa, duỗi giãn toàn bộ vùng hông và lưng dưới. Từ đây, đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống, thải độc cột sống và đường ruột. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, duỗi dài ngực thả mềm các cơ mềm vai chìm hông xuống. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng thở hết đi nào. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thở hết ra. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, chống lực về bàn tay, thu tay phải về, nâng hai tay và thân người trở lại. Rồi thở ra chúng ta di chuyển hai tay về hai bên gối phải ở giữa. Rồi đẩy ngực về phía trước, hít vào vươn dài hai tay di chuyển. Thở ra hạ mềm hai vai và cùi trỏ, khép cằm thu về cổ. Mắt có thể nhìn xuống giữa hai cùi trỏ tay. Đẩy hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước, quan sát sự căng giãn sâu, vùng mông sâu, vùng khớp háng và toàn bộ đùi trong, đùi ngoài chân phải. Khi xuống được sâu hơn với biên độ của mình, có thể duỗi thẳng cánh tay, hạ mềm trán mũi hướng xuống thảm. Từ đây, đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống, tiếp tục thải độc. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, duỗi dài các đốt sống, quan sát oxy tươi và khí được trải dài khắp các đốt sống trong cơ thể. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm các cơ, trải dài các cơ,
quan sát các khí cặn được nhà ra bên ngoài. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm thở hết đi nào. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thả lỏng và thư giãn toàn bộ cơ thể. Từ đây, nhẹ nhàng thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít vào nâng thân người trở lại. Thở ra di chuyển hai tay về giữa. Rồi, vươn hai tay về phía trước, hạ mềm hai vai xuống theo khả năng. Quỳ mềm không? Quỳ rất dẻo luôn ấy. Đấy, giãn rất sâu. Chị không xuống được cái này đâu. Đúng rồi. Huyền tiến cái chân lên tí nữa, cho đỡ chạm vào khớp háng. Đúng rồi, đấy, cái bụng với cái hông xuống sâu. Hạ lưng giữa xuống một tí, Yến, lưng giữa cao á. Đưa ý về cái lưng giữa, hạ mềm xuống. Đúng rồi, tốt, đúng rồi. Đúng rồi, chị Hồng, hai chị Hồng đều tốt. Chị Hồng ở trên, hạ cái vai trái xuống một tí cho đỡ lệch. Đúng rồi, tách hai tay ra cho cân bằng. Huyền tốt lắm, Huyền duỗi cánh tay ra đi Huyền. Hương mở rộng hai tay ra tí, cho cái vai nó thoải mái. Rồi, từ đây, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, lần hai, hít thật sâu, và từ từ thở ra thật chậm, một lần nữa, hít vào thật sâu, và nhẹ nhàng thở ra thật chậm. Từ đây, hít vào thu hai tay của bạn, nâng thân người trở lại. Thở ra buông lỏng hai tay xuôi theo thân. Hơi quặn xương cột hướng xuống thảm để làm đầy phần lưng dưới. Đúng rồi. Hai tay đưa sang ngang, hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể mềm vai xuống. Thở ra tay trái, nắm cổ chân trái, khép cùi trỏ tay trái vào mạn sườn. Rồi vươn cánh tay phải áp tay. Quan sát khớp háng và đùi trong chân trái được kéo giãn, mềm gối phải xuống. Xoay vai phải, hít vào vươn hai cánh tay, nâng lên. Hạ tay phải xuống ngang hông phải, nhấn một lực về tay phải, hít vào bạn đẩy ngực lên. Thở ra xoay vai đẩy hông, nâng thân người vươn lên. Giãn duỗi toàn bộ cơ gập hông chân trái, thân người và ngực trái. Xoay vai trái, hít vào, từ từ hạ mông trở về thảm. Thở ra, thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Lần hai, hai tay sang ngang, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu mềm vai. Hạ tay trái, nắm cổ chân trái, khép cùi trỏ về phía mạn sườn. Thở ra, vươn dài cánh tay phải, áp tay. Mềm gối phải xuống, quan sát sự căng giãn. Nhẹ nhàng xoay vai phải, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng thân người trở lại. Hạ tay phải xuống ngang hông phải, nhấn một lực về bàn tay phải, hít vào bạn đẩy ngực lên. Xoay vai trái, thở ra đẩy hông, lướt toàn bộ nâng thân người lên nào, đẩy cái hông về phía trước, kéo xương mu về phía xương ức. Hít vào, xoay vai trái, hạ mông trở về thảm, thở ra thả lỏng. Một lần nữa, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Tay trái nắm cổ chân trái, khép cùi trỏ. Thở ra vươn dài cánh tay phải, áp tay. Quan sát toàn bộ khớp háng và cơ vuông thắt lưng phía sau được kéo giãn. Nhẹ nhàng xoay vai phải, hít vào vươn hai cánh tay, nâng lên. Hạ tay phải xuống ngang hông phải,
nhấn một lực về tay phải, hít vào đẩy ngực lên. Thở ra xoay vai trái, lướt toàn bộ thân người, nâng hông, rút rốn. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai trái, hít vào, hạ mông trở về thảm. Thở ra thu chân trái, trở về, đặt lên chân phải. Lúc này chúng ta quay về phía trước cũng được để cho theo cái chiều dọc của thảm. Trở về trong tư thế ngồi vuông, tư thế này cũng sẽ thải độc một chút ha. Thế này rất là tốt cho phần căng mạc đùi, vùng mông sâu và vùng hông và lưng dưới, đặc biệt rất là tốt cho phần thải độc. Hai tay bạn đưa sang ngang, hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra hai ngón trỏ và cái chạm vào nhau, rồi từ từ duỗi thẳng cánh tay sang hai bên, gập sâu thân người một góc 45 độ, duỗi dài cột sống, hơi quặn xương cụt, khép cằm thu về cổ, rút rốn vào trong. Quan sát sự thả lỏng toàn bộ hai vai và cánh tay, mềm mại cổ gáy, quan sát lưng, hông đang được duỗi, quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng mông sâu và hai bên căng mạc đùi. Từ đây, nhẹ nhàng duỗi hai cánh tay về phía trước, ngửa bàn tay, hít vào, nâng thân người, vươn lên. Thở ra, tách hai ngón trỏ cái, đặt hai bàn tay lên gối trái và bàn chân trái, hai cùi trỏ mở sang hai bên. Thở hết ra, gập sâu thân người, hướng xuống thảm, duỗi dài, hông, lưng, vai, khép cằm thu về cổ, rút rốn vào trong. Nhẹ nhàng hít vào, duỗi ngực, nâng thân người trở lại, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, hai tay chắp lại phía trước ngực. Thở hết ra, xoay cùi trỏ trái qua bàn chân trái. Đẩy cùi trỏ phải hướng lên trần nhà. Quan sát cột sống được quặn sẵn xoắn. Quan sát toàn bộ vùng hông, lưng, vai được giãn duỗi. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, tốt lắm. 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào, nâng thân người trở lại, tách hai tay vươn lên. Thở ra, xoay người qua bên trái, đưa tay phải đặt lên gối trái, đưa tay trái ra phía sau song song với mặt thảm. Duỗi dài, cánh tay trái mềm, vai trái khép mềm, cùi trỏ phải. Từ đây, hít thật sâu, lướt cánh tay trái, nâng lên. Thở ra, thu cùi trỏ phải về thân người, rồi nghiêng đổ thân người, vươn dài cánh tay trái áp tay, quận mông xuống thảm, đẩy hông ra sau, duỗi ngực về phía trước, quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng lưng dưới, thải khí, hít thở đều và giữ ở đây. 3, 2, 1, xoay vai trái, từ từ hít vào, bạn tách hai tay, vươn cánh tay nâng lên, chắp hai tay trở về trước ngực, từ từ thở ra. Đưa cùi trỏ trái qua bàn chân trái, đẩy cùi trỏ phải hướng lên trần nhà, duỗi hông lưng, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Quan sát cột sống lưng được vặn xoắn, quan sát đường ruột và đường khí được ép đẩy ra ngoài. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào, nâng thân người trở lại, tách hai tay vươn lên. Xoay người qua bên trái, thở ra tay phải gối trái, tay trái lướt dài ra phía sau song song với mặt thảm. Nhẹ nhàng thu tay phải về gần thân người, khép cùi trỏ phải, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Thở ra vươn dài cánh tay trái áp tay. Mềm vai phải xuống, quan sát sự căng giãn khi bạn quận mông hướng xuống thảm. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 3, 2, 1, xoay vai trái, hít vào, từ từ tách hai tay, vươn cánh tay, nâng lên. Thở ra, thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Rồi, chúng ta cùng đổi chân. Hôm nay mà ai cảm thấy đau lưng ấy, thì rất là dễ chịu lưng hông và giải cái cơ rất là tốt. Nếu như ai phải ngồi nhiều máy tính ấy, bài tập này cũng cực kỳ tốt luôn. Rồi từ đây, hai tay sang ngang, hít vào thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, đưa hai ngón cái trỏ chạm nhẹ,
thở ra tách hai tay ra ngang, duỗi dài cánh tay gập thân người xuống một góc 45 độ. Khép cằm thu về cổ, quận nhẹ xương cụt hướng xuống thảm, duỗi dài hông, lưng, vai. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, tách hai tay vuông cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Hạ tay phải xuống gối phải, tay trái xuống bàn chân phải. Thở ra mở hai cùi trỏ, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Duỗi hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước, khép cằm thu về cổ. Quan sát toàn bộ vùng mông sâu của hai bên, cơ căng mạc đùi của hai bên đang được căng giãn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, duỗi ngực, nâng thân người trở lại, tách hai tay, vươn lên cao. Thở ra hai tay chắp lại phía trước ngực, thở hết ra xoay cùi trỏ phải qua bàn chân phải. Duỗi cùi trỏ trái nâng lên, xoay cằm hướng vai trái, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Quan sát các đốt sống lưng được vặn xoắn, rút rốn vào. Quan sát khí thở thải độc được đẩy ra bên ngoài. Thật chậm, hít vào, bạn tách hai tay, vươn hai cánh tay, nâng thân người vươn lên. Thở ra xoay người qua bên phải, tay trái gối phải, tay phải duỗi dài ra sau, song song với thảm. Nhẹ nhàng khép cùi trỏ trái về phía thân người, hít vào ngửa tay phải, lướt cánh tay phải, nâng lên. Thở ra vươn dài cánh tay phải, áp tay, đẩy hông ra phía sau, quận xương cụt xuống thảm, duỗi ngực dài về phía trước. Quan sát sự căng giãn phần cơ vuông và eo lườn phải. Nhẹ nhàng xoay vai phải, hít vào thật sâu, vươn hai cánh tay, nâng thân người, vươn lên. Hai tay chắp lại phía trước ngực, thở ra thả mềm vai. Thở hết ra, xoay cùi trỏ phải qua bên trái, đặt lòng bàn chân bên phải. Rồi đẩy cùi trỏ trái hướng lên trần nhà, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Duỗi dài các đốt sống vùng lưng, có thể khép mắt để cảm nhận sự giãn duỗi và vặn xoắn. Quan sát sự căng giãn phần mông sâu và căng mạc đùi hai chân. Thật chậm, hít vào, nâng thân người trở lại, tách hai tay vươn lên. Từ từ thở ra, xoay người qua bên phải, tay trái gối phải, tay phải ra phía sau, mềm vai trái, vươn dài cánh tay phải. Khép cùi trỏ trái về phía mạn sườn, ngửa bàn tay phải, hít vào lướt cánh tay phải, nâng lên. Thở ra vươn dài cánh tay phải, áp tay. Ôm cùi trỏ trái về phía thân người, quan sát mông quận xuống thảm, đẩy ra sau. Quan sát hông và lưng dưới giãn sâu. Xoay vai phải, từ từ hít vào, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thật chậm, thở ra hai tay chắp lại phía trước ngực, thả mềm vai, thả lỏng cơ thể. Rồi từ đây chúng ta hạ lưng của mình xuống thảm, rất là dễ chịu. Giãn sâu không chị? Sâu nhỉ? Rồi hạ lưng xuống, co hai gối của bạn lại. Hai tay buông xuôi theo thân, nhấc chân phải lên, đặt mắt cá chân phải qua đùi trái. Hạ chân trái không quý, đúng rồi. Đẩy cái gối phải ra phía sau một tí, chị Hồng áo vàng, đúng rồi. Hơi khép cằm thu về cổ. Mình trở về cái tư thế luồn chỉ xe kim đấy. Từ đây, hít vào một hơi thật sâu. Đưa ý về đầu gối chân phải. Thở ra đẩy gối phải ra sau, mềm vai khép cằm, thả mềm hông. Lưng. Hít thở đều và giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1 và thật chậm. Hít vào nhấc bàn chân trái lên, co gối trái về, chân phải giữ nguyên. Thở ra luồn hai tay vào, đan vào nhau phía cạnh ngoài gối trái. Khép cằm thu về cổ, thở hết ra kéo gối trái hướng về ngực, quận xương cụt hướng xuống thảm. Rồi giữ nguyên ở đây. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu bằng mũi. Thở ra bằng miệng thật chậm, siết họng.
quan sát ở hơi thở ra, bụng xẹp lại toàn bộ phần cơ ở phía sau lưng và hai bên thân, tiếp xúc dần dần xuống thảm. Lần hai, hít sâu và thở ra bằng miệng. Lần ba, hít sâu và thở ra bằng miệng, trải dài khí nhà nào. Một lần nữa, hít sâu và thở ra nào. Hít thở điều hòa. Từ đây bạn tách hai tay, đưa hai tay ngang vai, có thể ngửa bàn tay, khép cằm thu về cổ, nhẹ nhàng hít vào, đổ hai chân qua bên trái, hạ bàn chân phải xuống, dựng gối phải lên, thở ra đẩy gối phải ra phía sau, xoay cằm sang bên phải, chú ý xoay cằm qua bên phải. Quan sát hông và lưng dưới được giãn sâu. Hít thở đều, thả lỏng vai và cánh tay. Bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào, xoay cằm trở về. Thở ra thu hai chân trở về. Hạ chân phải xuống thảm. Tiếp tục với chân trái, thu hai tay về, xuôi theo thân. Mắt cá chân trái đặt qua cạnh ngoài gối phải. Đưa ý thức về đầu gối chân trái. Hít vào thật sâu, bạn khép cằm lại. Thở ra đẩy gối trái ra phía sau, mềm hông, quận nhẹ xương cụt xuống thảm. Quan sát sự giãn duỗi toàn bộ vùng hông và lưng dưới. Nhẹ nhàng hít vào, nâng bàn chân phải lên, luồn hai tay vào trong, đan vào nhau ôm lấy gối phải phía ngoài. Ôm lấy gối phải phía ngoài. Đúng rồi Yến. Quý ơi, ôm ra ngoài. Đúng rồi. Khép cằm lại, hơi quặn xương cụt hướng xuống thảm. Thở ra kéo gối phải hướng về ngực. Quan sát sự giãn duỗi. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. Thả lỏng. Thả lỏng cổ. 5, 4, 3, 2, một. Nhẹ nhàng hít vào, tách hai tay, đưa hai tay sang ngang, ngửa bàn tay, thở ra đổ hai chân sang bên phải, hạ bàn chân trái xuống thảm, dựng đầu gối trái lên, đưa ý về đầu gối trái đẩy ra phía sau, quan sát sự căng giãn, thở hết ra xoay cằm qua bên vai trái, thả mềm cánh tay trái, hơi quận hông đẩy ra sau, mềm hông và lưng dưới. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Và thật chậm, thật chậm. Hít vào, bạn từ từ nâng hai chân trở về. Thu hai tay trở về. Thở ra duỗi gối hai chân hạ xuống thảm. Gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm. Rồi từ đây nhấc vai và lưng trên, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Lắc nhẹ hai cổ chân nào. Thư giãn, thả lỏng. Rồi sau một vài nhịp, chúng ta đưa tay xuống mông, vén hai thịt mông sang hai bên, nhấc lưng dưới duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Hai tay buông xuôi theo thân, trách một góc 45 độ, thả mềm cơ thể. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Thank you.
nhẹ nhàng đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. Ba vòng từ trái sang phải. Từ từ nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, trở về giữa. Rồi từ từ co hai gối lại, chống bàn tay, nghiêng người qua một bên, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay sang ngang, hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra, tay trái đặt vào mang tay trái, tay phải đặt xuống thảm, thả mềm vai phải xuống. Hít vào một hơi thật sâu, lướt cánh tay phải nâng lên. Thở ra, hạ mềm vai phải, lòng bàn tay hướng xuống, chìm vai sâu xuống. Một lần nữa, hít vào, nâng lên. Mềm mại thở ra, hạ mềm vai và cánh tay xuống, chìm sâu đầu vai. Hơi đẩy thân trên ra phía sau, cuộn mềm xương cụt hướng xuống thảm. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 3, 2, 1, thật chậm. Hít vào, nâng đầu trở lại. Thở ra, thả lỏng tay trái. Hai tay vươn lên, hít thật sâu, vươn cao qua đầu. Hạ tay phải qua mang tay trái, thở ra nghiêng đầu qua bên phải. Úp bàn tay trái, thở hết ra, chìm sâu vai trái, hướng cánh tay, bàn tay xuống thảm. Nhẹ nhàng hít vào, lướt tay trái, nâng lên. Thở ra, úp lòng bàn tay trái xuống, cuộn mông xuống thảm, mềm vai, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thở hết ra, chìm vai, mềm hơn nữa, hông, lưng. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào, nâng đầu trở về thẳng. Thở ra, thả lỏng tay phải. Hai tay chắp lại phía trước ngực, mềm hai vai và cổ trỏ. Tác ý vào bàn tay. Xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa. Thêm chút nữa nào. Tác ý. Đúng rồi, mềm vai. Rồi nhanh tay áp vào vùng mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất.
Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị. Cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.